Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 4 tháng 11 năm 2024 sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính như sau. Quốc hội khóa 15 thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế xã hội và một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao huy hiệu đảng cho các đảng viên lão thành đợt mùng 7 tháng 11 tại các địa phương. Doanh nghiệp nỗ lực tăng tốc về đích kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Mục tiêu điểm đề cập nội dung phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Bước sang tuần làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ 8, hôm nay, Quốc hội khóa 15 dành phần lớn thời gian thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ cùng các thành viên trong đoàn tham dự phiên họp. Thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025, đa số đại biểu nhất trí với những báo cáo của Chính phủ, phân tích bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế gây ra những thách thức đối với phát triển kinh tế xã hội của nước ta. Có đại biểu kiến nghị tiếp tục nới lỏng chính sách tài khóa, duy trì giảm thuế VAT, hỗ trợ mạnh hơn cho các gia đình, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai. Đồng thời đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Hiện nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cả nước 9 tháng là 47,29%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023. Phát biểu tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Thành Nam, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ quan tâm tới vấn đề sử dụng tiết kiệm nguồn lực đất đai. Đại biểu cho biết, hiện nay, việc khai thác và sử dụng nguồn lực đất đai vẫn chưa theo kịp nhu cầu, tiềm năng và cơ hội của đời sống kinh tế xã hội. Có sự chuyển biến chậm ở một số ngành, lĩnh vực trong việc sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp. Sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất là tài sản công của các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn các địa phương. Trên cơ sở những quy định của pháp luật mới, với quan điểm phát triển bám sát thực tiễn, tránh tư duy pháp lý thuần túy trong điều kiện hệ thống pháp luật của chúng ta còn chưa đồng bộ, tôi tha thiết đề nghị các bộ ngành tiếp tục xem xét, giải quyết tạo điều kiện nhanh nhất cho các địa phương được thuận lợi khai thác các quỹ đất trong phạm vi chỉ tiêu đã được phân bổ, sớm chuyển giao các cơ sở nhà đất do bộ ngành đang quản lý nhưng không có nhu cầu sử dụng về địa phương để phát triển kinh tế xã hội, nhất là những vị trí đã hoang hóa hàng chục năm, trong đó có những vị trí đất của các bộ ngành trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Về đẩy mạnh cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, đại biểu Nguyễn Thành Nam đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc xây dựng các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công, việc thành lập và hoạt động của các trung tâm phục vụ hành chính công. Tuy nhiên, việc giải quyết thủ tục hành chính ở một số cơ quan vẫn còn kéo dài, thiếu cơ chế kiểm tra, giám sát, nhất là trong quá trình phối hợp, trao đổi, lấy ý kiến khi giải quyết thủ tục hành chính giữa các bộ ngành. Đại biểu đề nghị tăng cường giám sát, kiểm tra chuyên đề về giải quyết thủ tục hành chính để tạo sự lan truyền hiệu ứng đến toàn bộ hệ thống hành chính công, từ trung ương đến địa phương, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là đối tượng phục vụ. Đồng thời, đẩy nhanh việc thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến đề nghị có cơ chế đặc cách, đặc thù để hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề, tiếp tục rà soát, phân loại và tháo gỡ các rào cản về điều kiện kinh doanh, tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đồng thời, các đại biểu còn cho ý kiến về tình hình thi hành hiến pháp, thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, chủ trương đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, VCB. Sáng nay, đồng chí Đinh Công Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đã tới trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, đợt mùng 7 tháng 11 cho đảng viên Lão Thành thuộc Đảng bộ xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao.
đồng chí Hoàng Thị Vượng sinh năm 1935, vào đảng chính thức năm 1956. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đồng chí đã tham gia 3 đợt dân công hỏa tuyến, vận chuyển vũ khí, lương thực, phục vụ chiến dịch Tây Bắc và chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại địa phương, đồng chí tiếp tục tham gia lực lượng du kích xã, đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Ân cần thăm hỏi và trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đảng viên Hoàng Thị Vượng, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đinh Công Thực chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của đồng chí đảng viên lão thành cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc. Khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân, gia đình và đảng bộ xã. Mong muốn đồng chí đảng viên lão thành trường thọ là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Tại huyện Thanh Thủy, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đảng viên thuộc Đảng bộ xã Tù Vũ. Được nhận huy hiệu 70 năm đợt này là hai đảng viên lão thành Nguyễn Hữu Đạt và Nguyễn Thị Đắc. Gắn huy hiệu và chúc mừng các đảng viên, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền nhấn mạnh, xã Tù Vũ là địa phương giàu truyền thống anh hùng của huyện Thanh Thủy. Việc trao tặng huy hiệu đảng là sự ghi nhận, tôn vinh của đảng dành cho các đảng viên đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của đảng. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân các đảng viên mà còn là niềm tự hào của đảng bộ địa phương. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy tiếp tục quan tâm tới các đảng viên lão thành để các đảng viên luôn được sống vui, sống khỏe, gương mẫu, bảo ban con cháu chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập noi theo, góp phần xây dựng huyện Thanh Thủy sớm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trở thành huyện trọng điểm du lịch của tỉnh Phú Thọ. Tại huyện Hào Hòa, đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ các xã Vô Chanh, Xuân Áng và Hà Lương. Được nhận huy hiệu đảng 70 năm tuổi đảng đợt này có đảng viên Trần Yển ở xã Vô Chanh, đảng viên Nguyễn Thị Hỷ ở xã Xuân Áng và đảng viên Phạm Văn Thuộc ở xã Hà Lương. Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Trung Kiên chúc mừng các đồng chí đảng viên lão thành, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp cống hiến của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc. Mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu và bề dày kinh nghiệm, tích cực động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Đóng góp kinh nghiệm trí tuệ giúp địa phương hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và tổ chức thành công đại hội các chi đảng bộ ở cơ sở, tiến tới đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Tại huyện Tam Nông, đồng chí Dương Hoàng Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm và trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đảng viên thuộc Đảng bộ xã Vạn Xuân. Đảng viên Trần Thị Mùi đang sinh hoạt tại Đảng bộ xã Vạn Xuân, được kết nạp vào Đảng năm 1954. Đồng chí tham gia cách mạng từ rất sớm, có nhiều đóng góp trong công cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước, giành độc lập, tự do cho dân tộc. Dù ở cương vị nào, đồng chí vẫn luôn hết lòng phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản, trung thành, sáng tạo, tận tụy vì sự nghiệp xây dựng Đảng. Trao huy hiệu đảng cho đảng viên, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Hoàng Hương ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống gia đình, chúc mừng đảng viên Trần Thị Mùi vinh dự được nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng. Đồng chí chúc đảng viên luôn sống vui, sống khỏe, phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, gương mẫu vận động con cháu, hăng hái thi đua, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh chống lại những tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương. Chỉ còn khoảng gần 2 tháng nữa là kết thúc năm 2024. Đây là thời điểm các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung nhân lực, vật lực, tăng tốc về đích kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Tín hiệu tích cực là tình hình hoạt động tại nhiều đơn vị doanh nghiệp đang có sự phục hồi tăng trưởng với thị trường mở rộng, lượng đơn hàng được ký kết nhiều hơn. Năm 2024, xí nghiệp NPK3, công ty cổ phần xúc phe Phốt Phát và hóa chất Lâm Thao được giao chỉ tiêu sản xuất trên 100.000 tấn phân bón, chủ yếu là NPK bón thúc và phân bón hàm lượng cao các loại. Bên cạnh đó, xí nghiệp cũng được giao dự trữ hơn 25.000 tấn phân bón cho đầu quý 1 năm 2025.
Với sự chủ động, nỗ lực, hiện nay xí nghiệp đang triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành kế hoạch năm 2024 và đảm bảo phân bón phục vụ bà con nông dân sản xuất vụ xuân năm 2025. Xí nghiệp cũng đã lên kế hoạch cũng như là động viên người lao động tích cực hăng say sản xuất. Khi xí nghiệp cần thì có thể làm tăng ca, tăng kíp để nâng cao cái năng suất cho xí nghiệp. Ngoài ra thì xí nghiệp cũng có nhiều cái chính sách hỗ trợ cho người lao động như là cộng điểm, trả lương bổ sung rồi là thưởng cho các cái tập thể và cá nhân đạt nhiều cái thành tích xuất sắc. Từ đầu quý 3 của năm 2024 thì công ty đã chủ động mua nguyên nhiên vật liệu dự trữ đủ để sản xuất đáp ứng đầy đủ và kịp thời các sản phẩm phân bón phục vụ cho nhu cầu của bà con nông dân trên cả nước với cái giá bán ổn định và các chính sách bán hàng thuận lợi góp phần thúc đẩy sản xuất nền nông nghiệp. Nhờ việc linh hoạt bám sát diễn biến thị trường, đa dạng hóa chủng loại và tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ký kết đơn hàng đảm bảo sản xuất cả năm. Một số ngành như dệt may, da giày đã có đơn hàng cho quý 1 năm 2025. Theo đó, nhiều doanh nghiệp đã cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024. Tổ kích đốt chúng tôi cũng đang cố gắng là đẩy công suất lên và đạt đến 17-18 vạn trên một ngày. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 này đạt và vượt trên công suất và doanh thu. 10 tháng năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP toàn tỉnh đã tăng 39,14% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động công nghiệp tuy còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức về vốn, thị trường, lực lượng lao động, nhưng các doanh nghiệp sản xuất vẫn duy trì tăng trưởng cao. Các chuyên gia kinh tế đánh giá, ngành sản xuất đang dần được cải thiện khi có nhiều đơn hàng hơn vào thời điểm cuối năm và đến quý 1 năm sau. Qua kiểm tra rà soát của ngành giao thông vận tải và các địa phương hiện nay, trên các tuyến đường tỉnh đang tồn tại nhiều cây cầu yếu. Mặc dù không đảm bảo an toàn, nhưng các cây cầu này đều nằm trên các tuyến giao thông huyết mạch, nên hàng ngày mọi người vẫn phải đi qua trong nỗi lo lắng và bất an. Cầu Lương Nha nằm trên đường tỉnh 317 bắc qua Ngòi Lạt, kết nối xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy với xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn. Đây cũng là tuyến đường kết nối tỉnh Phú Thọ với tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, sau cơn bão số 3, mưa to nước dâng cao, cầu không đảm bảo an toàn khi người và phương tiện lưu thông. Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức phân luồng cấm xe ô tô qua đây. Cái tình trạng của cái cầu hiện nay thì tôi cho rằng là nếu như kể cả là phương tiện, bất cứ phương tiện thô sơ hay là xe mô tô mà đi lại trên cầu bất thường mà nó xảy ra sụt hoặc là sập cầu thì đấy là một cái điều là nguy hiểm. Hiện nay chúng tôi vẫn lưu hành trên cái cầu này là đi bằng mô tô thì tôi cho rằng này cũng thấy rất bất an. Việc tiếp tục mà cấm cái phương tiện qua lại thì nó ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như của khu vực. Thế và với góc độ của lãnh đạo địa phương thì chúng tôi cũng đề nghị các cơ quan chức năng cấp trên quan tâm để sớm có cái giải pháp để sửa chữa khắc phục để đảm bảo cho cái phương tiện qua lại. Người dân xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông cũng trong tâm trạng bất an khi lưu thông qua cầu Tự Cường trên đường tỉnh 315. Do cầu không đảm bảo an toàn, Sở Giao thông Vận tải đã cắm biển hạn chế tải trọng, cấm xe 13 tấn lưu thông vì sau sự cố sập cầu Phong Châu, có rất đông xe tải trọng lớn đi qua đây để lên cầu Ngọc Tháp vào cao tốc Nội Bài Lào Cai và đi đến các địa phương lân cận. Mặc dù cầu ngắn nhưng bị hư hỏng, xuống cấp, với lượng lớn phương tiện lưu thông như hiện nay, thì rất có thể sự cố sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Việc sửa chữa cầu Tự Cường là rất là cần thiết và cấp bách thì huyện Tam Nông cũng đề nghị là Sở Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông Vận tải quan tâm và sớm có cái cải tạo sửa chữa cũng như là nâng cấp cầu để đảm bảo cái tải trọng vụ cho cái giao thương đi lại giữa trên địa bàn và đặc biệt là giao thương giữa huyện Tam Nông với thị xã Phú Thọ và các cái huyện lân cận. Thực hiện yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải đã kiểm tra và rà soát lập danh sách 18 cầu yếu thuộc hệ thống các tuyến đường tỉnh. Đây là những cây cầu đã xây dựng từ rất lâu, tải trọng khai thác thấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến giao thương phát triển kinh tế, cần sớm được bố trí kinh phí sửa chữa, đảm bảo an toàn để người dân không còn lo lắng, bất an mỗi khi đi qua những cây cầu này.
Tiếp tục chương trình là cụm tin vắn. Cục Đường sắt Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải xem xét trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Theo hồ sơ quy hoạch, tuyến đi qua 10 tỉnh, thành phố là Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tuyến dự kiến có 41 ga, gồm ga hỗn hợp, ga hàng hóa và ga kỹ thuật. Tổng nguồn vốn triển khai dự án trong thời kỳ quy hoạch đến năm 2050 là khoảng trên 183.800 tỷ đồng. Về lộ trình, Cục Đường sắt kiến nghị đến năm 2030 triển khai đầu tư xây dựng đoạn tuyến Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Đoạn tuyến Hải Phòng, Quảng Ninh sẽ được nghiên cứu triển khai sau năm 2030, cùng với lộ trình đầu tư tuyến đường sắt ven biển Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh. Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua Phú Thọ chung tay cùng cả nước xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Mục tiêu là vận động các cấp hội tích cực hưởng ứng tham gia phong trào, tập trung huy động nguồn lực để tham gia xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Triển khai phong trào đồng bộ gắn với chương trình xây dựng nhà nhân đạo mà các cấp hội triển khai trong năm 2024-2025. Trong đó, mỗi huyện thành thị hội phấn đấu chủ trì xóa 5 nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Mỗi cơ sở xã phường thị trấn phối hợp xây dựng và ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát từ 5 triệu đồng trở lên. Phong trào triển khai thực hiện từ tháng 11 năm 2024 và tổng kết vào cuối năm 2025. Thực hiện kế hoạch diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2024, những ngày qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ đang tích cực huy động lực lượng, phương tiện tham gia luyện tập theo kịch bản đã xây dựng. Tình huống giả định đặt ra tại khu vực tầng hầm của tổ hợp khách sạn trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Mường Thanh Phú Thọ có một chiếc xe ô tô điện trong quá trình sạc pin bị chập điện gây cháy. Đám cháy bùng phát nhanh, cháy lan ra các xe ô tô và xe máy ở khu lân cận, khiến nhiều người trong tòa nhà hoảng loạn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở khi đó đã tổ chức khống chế, không cho cháy lan, sơ tán tài sản ra khu vực an toàn và xin chi viện cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện có mặt tại hiện trường, tổ chức chữa cháy, dập tắt các đám cháy, đồng thời cứu hộ người bị mắc kẹt và tài sản của nhân dân. Theo Chi cục Hải quan Phú Thọ, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 10 năm 2023 toàn tỉnh ước đạt trên 1,56 tỷ đô la Mỹ, tăng 104% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 10 tháng, xuất khẩu ước đạt trên 13 tỷ đô la Mỹ, tăng 51% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực vẫn là linh kiện điện tử, dệt may, vải bạt, bao bì, chè, gạch men. Dự báo những tháng cuối năm, tình hình xuất khẩu tiếp tục có nhiều khởi sắc khi các doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành mục tiêu kinh doanh của cả năm và triển khai ký kết những hợp đồng mới cho năm sau. Hiện nay, các doanh nghiệp đang tích cực tuyển dụng lao động, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để đảm bảo tiến độ các đơn hàng. Đến thời điểm này, bà con nông dân gieo trồng được khoảng 90% diện tích cây vụ đông, trong đó diện tích ngô gần 6.500 ha, rau xanh gần 5.000 ha. Kiểm tra đồng ruộng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã phát hiện gần 400 ha diện tích ngô đông bị nhiễm sâu keo mùa thu, 10 ha rau màu bị nhiễm sâu xanh và bướm trắng ở mức độ nhẹ. Qua đó đã chỉ đạo trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật các huyện thành thị hướng dẫn bà con tổ chức phòng trừ sâu bệnh, tránh lây lan ra rộng. Sâu keo mùa thu là loại sâu hại mới có khả năng di trú xa, lây lan nhanh, gây hại nặng tại các vùng bị xâm nhiễm. Chính vì vậy, bà con nông dân cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện để phòng trừ hiệu quả. Ngày 31 tháng 12 năm 2024 là thời hạn chậm nhất để thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên toàn quốc theo luật bảo vệ môi trường. Theo đó, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân thành 3 loại. Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác. Mặt khác, Nghị định số 45 ngày 7 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định, sau ngày 31 tháng 12 năm 2024, hộ gia đình không phân loại chất thải rắn sinh hoạt, không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định, sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.
Như vậy, chỉ còn gần 2 tháng nữa là thời hạn bắt buộc phải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường. Tuy nhiên, thực tế hiện nay tại nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Phú Thọ, việc thực hiện quy định này vẫn còn nhiều khó khăn, lúng túng. Một địa điểm tập kết rác tại thành phố Việt Trì, các thùng đựng rác với các túi ni lông to nhỏ, tất cả các loại rác vẫn đang được để lẫn, chưa thực hiện phân loại. Đây cũng là thực trạng chung tại nhiều điểm tập kết rác khác, khi mà thói quen phân loại rác của mỗi người dân vẫn chưa được hình thành. Từ sáng đến tối thì tôi cứ đúc tất cả hỗn lộn vào một cái thùng, thế thì tôi xuống đổ vào một cái chỗ hợp tập trung đấy, còn chúng tôi chưa phân loại như nào cả. Hiện riêng trên địa bàn thành phố Việt Trì, mỗi ngày có khoảng 200 tấn rác được thải ra. Cùng với thói quen chưa phân loại rác của người dân, hạ tầng thu gom, vận chuyển rác như các thùng đựng rác, xe vận chuyển cũng chưa được đầu tư đồng bộ để đáp ứng được với việc phân loại rác. Để mà phân được loại rác này thì cũng cần phải các thiết bị hoặc các thùng rác, những cái để mà phục vụ cho phân loại rác thì còn bị hạn chế. Thế nên là cái việc này thì chúng tôi là gặp rất nhiều khó khăn, vẫn chưa thể nào mà phân loại được. Hiện nay công ty vẫn đang thu gom là tập trung, chưa có cái phân loại rác. Để mà tiến tới mà thực hiện theo cái chủ trương của nhà nước về việc phân loại rác tại nguồn ấy. Đối với đơn vị thu gom rác thì cũng phải cần phải được đầu tư các cái trang thiết bị riêng để chúng ta vận chuyển từng các cái loại rác được phân loại. Triển khai thực hiện quy định phân loại rác tại nguồn, thời gian qua, các cấp các ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dần thay đổi thói quen phân loại rác của người dân. Bước đầu, tại một số địa phương đã hình thành các mô hình phân loại rác tại nguồn. Tuy nhiên, đa phần các mô hình này vẫn còn nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ từ khâu phân loại đến thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Mô hình thu gom, phân loại rác, tận dụng chất thải hữu cơ làm phân vi sinh được Mặt trận Tổ quốc xã Phú Lộc, huyện Phú Ninh tuyên truyền vận động triển khai tại khu 5. Rác thải hữu cơ như các loại thức ăn thừa, rau củ quả hư hỏng, vỏ trái cây sau khi được phân loại sẽ được tận dụng để ủ thành phân bón cho các loại cây trồng, vừa tận dụng được chất thải, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Rau cỏ hoặc là những cái mà chất thải thừa đấy, dùng mà có thể là phân hủy được thì chúng tôi trộn phân chuồng và cái rác thải đó men vi sinh thì tôi ủ để bón cho cây cho nó đảm bảo, một là vệ sinh môi trường, hai là cây cối nó đảm bảo nó không có sâu bệnh. Triển khai từ đầu năm nay, mô hình ngôi nhà xanh của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Lộc cũng đang nhận được sự hưởng ứng của người dân. Sau khi thực hiện phân loại, các loại rác vô cơ có thể tái chế như giấy, bìa cắt tông, kim loại, vỏ lon, vỏ chai sẽ được tập kết tại điểm thu gom. Định kỳ, các loại rác có thể tái chế này được chi hội phụ nữ bán lại cho các điểm thu gom phế liệu, lấy tiền gây quỹ hoạt động cho chi hội. Giấy và vỏ chai, tất cả những cái rác thải mà có thể mà tái chế mà bán được thì chúng tôi cũng đem tập kết ra nơi công cộng này. Chúng tôi cũng đã hoạt động được rất là đều đặn và chị em cũng rất là hưởng ứng cái vấn đề như này ạ. Tuy những mô hình phân loại rác tại nguồn tại một số địa phương bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường, nhưng đa phần vẫn ở quy mô nhỏ lẻ, chưa được triển khai nhân rộng. Mặt khác, sau khi được phân loại, thì việc thu gom, vận chuyển, xử lý lại vẫn tập trung. Các loại rác vẫn bị trộn lẫn, làm giảm hiệu quả của việc phân loại tại nguồn. Để mà thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, thì theo tôi thì nên là cũng có một cái nguồn để mà hỗ trợ cho các hộ gia đình cá nhân những cái ni lông loại tự hủy và có các cái màu khác nhau để các hộ có thể là thực hiện cái việc phân loại tại nguồn cho nó thuận tiện hơn. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ bố trí các cái xe mà chuyên dùng để mà chuyên chở riêng biệt rác thải vô cơ và rác thải hữu cơ riêng. Thay đổi thói quen phân loại rác của người dân cần có thời gian, hạ tầng cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý các loại rác sau khi phân loại còn thiếu đồng bộ. Để thực hiện phân loại rác tại nguồn vào đầu năm 2025, theo như kế hoạch đã đề ra, là cả một bài toán nan giải đang đặt ra với các cấp, các ngành.
Để hiểu rõ hơn về những khó khăn vướng mắc hiện nay trong thực hiện quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và giải pháp trong thời gian tới, chúng tôi đã có cuộc trao đổi phỏng vấn với lãnh đạo Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Theo cho biết, để triển khai thực hiện quy định về phân loại rác thải tại nguồn thì thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã tham mưu với tỉnh để triển khai các cái giải pháp ra sao? Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã hướng dẫn tổ chức tuyên truyền công tác phân loại thu gom chất thải tại nguồn, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương thực hiện cái nội dung này. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đang thực hiện cái ý kiến của tỉnh, thì cũng đang nghiên cứu để xây dựng cái kế hoạch phân loại thí điểm cái mô hình. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tổ chức triển khai sau khi đã được ủy ban tỉnh chấp thuận. Vậy những cái khó khăn vướng mắc hiện nay là gì cơ? Thứ nhất là liên quan đến cái hạ tầng thu gom vận chuyển và xử lý. Phân loại xong thì theo quy định sẽ phải có các cái xe, phương tiện, thiết bị để vận chuyển riêng. Cái thứ hai là sau khi mà thu gom vận chuyển thì cái việc mà xử lý đối với từng loại chất thải như thế nào. Phú Thọ thì có cái nhà máy chế biến phế thải Việt Trì thì có cái công đoạn xử lý phân compost, thế nhưng mà hiện nay thì cũng đang quá tải. Tới đây dự kiến toàn bộ rác thải trên địa bàn tỉnh sẽ thu gom về nhà máy đốt rác phát điện, thì xử lý cái chất thải thực phẩm không thực hiện được thì cũng sẽ khó đảm bảo theo quy định. Khi mà đầu tư nhà máy điện rác, nếu thực hiện phân loại thì nó cũng sẽ có cái khó khăn liên quan đến cái đáp ứng được cái cam kết với nhà đầu tư. Một trong những vấn đề mà rất nhiều người dân quan tâm đó là cái đơn giá để thu gom và xử lý sau khi mà thực hiện phân loại tại nguồn. Vậy thì ông có thể cho biết thêm về vấn đề này. Về định mức kinh tế kỹ thuật để thu gom phân loại xử lý rác thải mà theo luật quy định thì giao Bộ Tài nguyên Môi trường, thì hiện nay Bộ mới đang dự thảo. Sau khi ban hành xong thì mới có cái cơ sở để xây dựng cái đơn giá thu gom vận chuyển đáp ứng với cái mô hình phân loại tại nguồn như theo quy định. Để giải quyết những cái khó khăn vướng mắc này và triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới thì Sở Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ tham mưu cho tỉnh tiếp tục triển khai các cái giải pháp ra sao? Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường cái công tác hướng dẫn tuyên truyền và có cái sự phối hợp tham gia tích cực của các cái cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương để tuyên truyền trong dân trong công tác phân loại tại nguồn. Đề nghị cơ quan trung ương nghiên cứu trên địa bàn có cái mô hình đốt rác phát điện đấy, có cái quy định cụ thể hơn, vừa đáp ứng được cái đối với nhà đầu tư xử lý rác thải phát điện, và chúng ta cũng đáp ứng được cái đầu tư, cái hạ tầng thu gom vận chuyển nó phù hợp, và cũng góp phần là để cái giảm thiểu cái chất thải ra ngoài môi trường và xử lý cho nó đảm bảo hơn theo cái quy định. Để thực hiện được quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, cùng với nỗ lực từ phía các cơ quan chức năng, thì ý thức của người dân là rất quan trọng. Thay đổi thói quen, phân loại rác thải theo quy định chính là hành động thiết thực nhất để chung tay bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta. Có cái chủ trương thì chúng tôi rất là ủng hộ, vì là hiện nay nếu mà làm được việc đấy thì rất là tốt cho cái môi trường và cũng như là cái sức khỏe của con người. Nên có cái sự hướng dẫn cụ thể ở trên các cái chương trình truyền thông hoặc là ở các cho từng khu phố. Phân rác mà từng loại một ấy thì nhà nước mà làm thì dân có thể thực hiện thôi. Chúng tôi có ý thức là đã phân riêng như thế rồi. Thế bây giờ là có thể là ở đô thị có từng thùng rác để riêng ra thì chúng tôi sẽ thực hiện. Bây giờ có cái chương trình đó là phân loại rác đấy, thì chúng tôi cũng mong muốn là tất cả đều chung tay lại, ý thức của người dân và của công nhân chúng tôi nữa, phân loại rác riêng ra đấy để cho thành phố mình xanh sạch đẹp hơn ạ. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.